Vâng, hôm nay là buổi cuối cùng tôi giúp cho bác Bình năm nay 67 tuổi để chữa cái lưng. Và đây bác ngồi thẳng lên, bác xem tất cả mọi người thấy cái lưng rất là tuyệt vời, nó không còn những cái vết sưng mà bây giờ là cái thịt này nó lõm vào, có nghĩa là đã thành công. Và tí nữa bác Bình sẽ tâm sự với chúng ta một chút là bác đã đạt được cái gì. Và ngay những ngày đầu tiên mà khi chữa theo phương pháp này thì nói thật là gia đình cũng không tin được vào cái khả năng của tôi để tôi chữa. Nhưng mà đây là một cái hiệu ứng tốt, tôi thích những người không tin và đến đây tôi chữa cho khỏi thì mới thích. Tôi thích là như vậy. Để cháu thử nói cho mọi người nghe, cháu ngồi xịt ở đây cháu nói chứ không cần phải quay mặt, cháu ngồi cạnh đây này. Mang cái ghế nhỏ này cũng được này. Đấy, cháu ngồi chỗ này sát đây đấy, nói nó dễ, đúng không? Thì hôm đầu tiên thì cháu tin gì không? Hôm đầu thì về là con cũng không tin đâu ạ. Thế nhưng mà sau một đêm thì bố sáng ra hỏi, bố có tâm sự là ngủ ngon hơn, đỡ đau. Nhưng đêm trước thì đi giải đêm đi 6-7 lần không ngủ được đấy. Thế nhưng mà hôm đấy thì một đêm chỉ đi duy nhất một lần thôi và ngủ rất là ngon. Ban đầu thì gia đình cũng không tin đâu ạ. Đấy, cái mà thầy thích là đừng tin vội. Vâng. Nhưng mà đấy, như hôm tâm sự bác Bình là tôi nói là tôi sẽ chữa luôn quả thận cho bác. Và đúng như vậy đúng không bác? Vâng, đúng rồi. Quả thận bây giờ rất tốt. Quá hiệu quả. Hiệu quả đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần nhìn cái hình ảnh, chúng ta có thể zoom lên thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lưng rất là đẹp. Và khi đẹp như này thì đương nhiên là khỏi thôi. Và cái hỏa khí này rất là hiệu quả. Nếu như các quý vị mà tới học một lớp, hai lớp của chúng tôi thì các vị sẽ tự có thể làm chủ bản thân và chữa được cho rất nhiều người. Và đây là một cái phương pháp mà rất là đặc biệt và tôi đã nghiên cứu rất nhiều chục năm và bây giờ mới thành công được. Và tôi vẫn dặn các vị các bạn là các bạn nên phải mua hai cái viên thạch anh này để làm gì? Để chúng ta bảo vệ cái sức khỏe. Khi mà chúng ta chữa thì chúng ta sẽ lấy cái năng lượng hòa đồng với cái viên này để chúng ta có một sức khỏe, không nó sẽ nhiễm bệnh vào. Kể cả những người chữa bệnh châm cứu bấm huyệt là thường là những cái bệnh của người bệnh sẽ nhảy vào người của mình, đó là nó có truyền qua các cái ngón tay của chúng ta, cho nên là chúng ta chưa nắm được những cái năng lượng sinh học này, cho nên nhiều người chữa xong là người quải người ra. Còn tôi hôm nay là tôi có 7 ca bệnh. Từ sáng đến giờ là bác Bình là người thứ hai là tôi chữa về lưng. Tí nữa sẽ có một người là bệnh béo phì và bị lưng béo quá nhưng bị đau lưng. Và tiếp đến là một người là bị đau đầu gối, bị tràn dịch khớp gối. Và tiếp sau nữa là một người là bị cổ vai gáy. Và tiếp đến một người nữa là bị suy thận âm. Thì các vị thấy là từ tôi bắt đầu chữa từ 8 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa. Rồi bác quay lại là nói chưa chuyện với bà con một chút để bà con hiểu, chứ không có cứ đi mổ thế thì nguy hiểm. Dạ, và bác hỏi bà. Thì bây giờ bác đã được bao nhiêu phần trăm rồi? Có thể đến ngày mai thứ năm này thì con điều chỉnh này 90% trên 90%. Vâng, trên 90% các vị nhé, các vị nghe cái đó mà 90%. Và bác thấy cái phương pháp chữa như này, trước đây bác đã đi mổ một lần rồi thì bác thấy phương pháp này như thế nào? Trước đây đã mổ cách đây 20 năm rồi, phương pháp này chữa quá đơn là thấy rất hiệu quả mà không đau đớn gì. Vâng. Nhẹ nhàng và giải phóng chèn ép rất nhanh. Vâng. Và ban đầu là ngày đêm đó đã thấy là người đang thoải mái nhẹ nhàng, ức chế ở trong thắt lưng không còn nữa. Và đi
lại thì nó còn nhỏ hơn. Và cái thận nó sẽ được hưởng nó. Cái thận nữa là nó giảm được cái tối đa của cái đi tiểu lên nhiều, ngon thoải mái được. Con người thấy nó cái thể được cái thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Thế cái hôm trước mà chữa hôm buổi thứ hai thì bác ngồi từ sáng đến chiều không mỏi nhỉ? Vâng, ngồi từ sáng cho đến 5-6 giờ thì thôi. Vâng, thế còn mỏi. Bình thường là bác bình thường thì bác ngồi được bao nhiêu phút? Lúc trước đây chỉ ngồi khoảng 15 phút là đã lăn rồi, lúc trước cũng chưa đấy, đau liên rồi. Vâng, bây giờ đúng. Là bác ngồi được cả ngày như vậy. Vâng, thôi chúc sức khỏe bác. Bác rất là tuyệt vời mà cũng là cái duyên để chúng ta gặp nhau. Để làm thuốc cho bác tiếp tục, bác sẽ về rồi bác nhớ là đừng tất cả những cái bệnh này thì chúng ta nhớ cho tôi là đừng nâng cái gì nặng và đang nằm hoặc là đang ngồi đứng bật dậy ngay là không tốt, cho nên chúng ta phải từ từ, bởi vì chúng ta đã có bệnh rồi cho nên là làm cái gì cũng từ từ, nhất là những tuổi cao như bác Bình này trở lên 67 gần 70 tuổi rồi thì chúng ta cần phải giữ sức khỏe cho tốt. Chúc quý vị khỏe. Mọi liên hệ theo Zalo là 0934 559 559. Và tôi cũng nói luôn là những cái video này không phải là để quảng cáo, thưa các quý vị là như vậy, vì tôi không thích quảng cáo. Hàng chục năm nay tôi không bao giờ đưa những cái video này lên, nhưng 13 năm nay tôi đã âm thầm tôi cứu giúp rất nhiều người. Chỉ có gần đây thì các đệ tử của tôi nói rằng là sư phụ hãy đưa lên YouTube để cho mọi người biết, để cho mọi người có thể là luyện tập chữa bệnh không dùng thuốc miễn phí. Và các mọi người, những người bệnh trầm trọng nặng như bác Bình là đáng nhẽ phải mổ thì bây giờ không cần phải mổ nữa. Vâng, và hai địa chỉ của tôi là 125 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, và 27 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt các quý vị các bạn.